tình hình là mấy tuần qua thì rất là bận cho nên là không có ra được những cái clip hướng dẫn cho mấy bạn. Đó thì đồ đạc tài liệu mình để bên này tùm lum đó. Cho nên là hôm nay cũng sẽ tranh thủ để mà hướng dẫn các bạn một số những cái link key mà nó tương đối là nó phổ biến và nó đơn giản. Và nếu các bạn thấy hay thì có thể click vào nút like, và nếu mà cảm thấy nhảm nhí quá thì có thể bấm dislike để cho mà mình biết được là các bạn xem clip của mình thì các bạn cảm thấy như thế nào, các bạn ghét hay là thích mình thì các bạn cứ thể hiện ở việc nhấn hai cái nút đó. Và nếu mà các bạn chưa đăng ký kênh của mình thì nhấn vào nút đăng ký hoặc là nút subscribe để tiếp tục nhận được những video clip mới nhất từ mình. Đầu tiên là cái link hay nó trông như này. Đó, cái link này thì mình thấy là nó phổ biến trên thế giới. Thường là mấy newbie các thứ ở nước ngoài thì thường là sẽ quay cái link này, nhất là ở bên Nhật. Đó, mình sẽ làm lại lần nữa, nó sẽ trông như này. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu cái link hay này bằng chiếc Titanic, nó sẽ trông như này. Đó, mình sẽ hướng dẫn sơ qua, còn cái này thì mình sẽ để tên của chiếc ở cái phần mô tả clip mình, thì bạn nào mà có ý muốn tìm học thì có thể kéo xuống copy cái tên đó và tìm ở trên thanh tìm kiếm của YouTube. Còn ở đây thì mình chỉ nói sơ qua cho mấy bạn nào mà muốn kiểu có cái khả năng mà nhìn mà học được á, thì học ở trên clip này của mình luôn. Nó sẽ trông như này. Đó, nó sẽ lăn lên như này. Đầu tiên các bạn sạc, các bạn cho nó lăn qua cái ngón giữa, lăn lên đây. Đó, đây là Titanic. Đó, lưu ý là khi mà các bạn làm cái chiếc này ở trong link hay thì các bạn phải cầm ở cái phần đầu. À, riêng cái link hay này thôi chứ không phải là mấy toàn bộ link hay đều như vậy. Tại cái link hay này một lát nữa nó sẽ cần tới việc cầm ở cái phần đầu này. Đó, các bạn cầm như này, các bạn tiếp tục Sonic lên. Đó, khi này thì cái phần này nó dài ra. Sau đó các bạn sẽ làm một cái chiếc đó là gọi là mẹ gì? À, Neo Sonic như này. Đó, lên đây, Neo Sonic qua. Đó, như này. Và các bạn thumb flap, đó cái này gọi là thumb flap track reverse, nhưng mà dài quá thì mình gọi là thumb flap tắt cho nó gọn. Còn nếu mà các bạn tìm ở trên YouTube thì các bạn tìm nguyên cụm là thumb flap track reverse luôn cho nó ra, cho nó chính xác như này. Đó, đó, sau đó thì các bạn sẽ làm một cái chiếc đó là nail SA233. Thì cái này mình có hướng dẫn một lần ở trên YouTube, channel YouTube của mình rồi, thì các bạn có thể tìm lại, nó sẽ trông như này. Đó, cái này thì bên chép bên Nhật người ta gọi là Neo SA233, nó sẽ trông như này. Đó, nó chính là mid, index back và middle back. Đó, thì ghép hai cái này lại nó sẽ trông như này. Đó, mình index back qua một cái rồi mình middle back qua. Đó, đó như này, làm lại một lần nữa nó sẽ trông như này. Đó, thì ghép lại toàn bộ cái link khai nó sẽ trông như này. Đầu tiên là Twitter Sonic lên, à, gì Nail Sonic, Thumb Lab và Nail SA233. Đó, chúng ta đã được một cái link khai. Cái link khai tiếp theo nó sẽ trông như này. Đó, mình sẽ làm lại lần nữa. Đó, để làm được cái link khai này chúng ta sẽ bắt đầu với một cái chiếc cơ bản, đó chính là thumb rail reverse. Mà cái này nó cơ bản vãi cho nên là mình không có nói kỹ về cái này, tại vì bạn nào mà lên tới link khai thì chắc là phải xong được 8 chiếc cơ bản rồi. Thì nó sẽ như này. Đó, khi mà làm thumb rail reverse xong thì chúng ta sẽ làm một cái chiếc đó là pass, mà chúng ta sẽ không có kiểu pass hết nguyên bàn tay mà chỉ pass ở hai ngón này thôi, từ đây lên đây. Sau đó chúng ta sẽ nail Sonic qua. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ nail Sonic ở cái dạng mà chụp bằng hai cái đầu ngón như này. Còn cái link hay khi nãy thì chúng ta sẽ nail Sonic qua mà chúng ta sẽ chụp ở trong để mà chúng ta thumb flap. Đó, thì nó khác nhau cái chỗ đó như này. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái chiếc đó là typical Sonic, nó sẽ trông như này. Đó, cái này thì mình sẽ để lên ở cái phần mô tả clip. À không, mình chỉ để tên thôi. Bạn nào mà muốn muốn học thì có thể tìm dựa vào cái tên đó như này. Nó sẽ đi như này. Chúng ta sẽ bấm hai cái ngón này lại và cho nó trượt xuống ngón dưới. Đó, tiếp tục bấm ngón này lại và cho nó trượt xuống ngón dưới như này. Đó, như này. Đó, 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 nó sẽ đi luôn tuốt cái dưới ngón út như này. Nhưng mà ở trong link hay này chúng ta sẽ đi hai ngón thôi để mà lát nữa chúng ta còn kiểu như này lên. Đó, sau khi mà xong cái chiếc này thì chúng ta sẽ kẹp nó qua đây và pass lên đây. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái thân bút để mà burst qua. Đó, như này.
dập lại. Làm toàn bộ cái link khai nó sẽ trông như này. Đầu tiên là camera reverse lên đây. Lên đây, bấm xuống. Đẩy qua đây. Đẩy qua đây. Đó. Nó sẽ như này. Đó. Cái link khai cuối cùng nó sẽ trông như này. Đó. Đó, mình sẽ làm lại lần nữa. Đó. Đầu tiên chúng ta sẽ cầm bút ở cái ngón út và áp út như này, úp cái tay xuống, sau đó chúng ta sẽ pass lên. Ở đây thì mình sẽ để cái tay hơi nghiêng đi mà các bạn có thể thấy được ở bên dưới, chứ thực ra là nó sẽ úp úp hẳn luôn như này. Tại mình để cái tay nghiêng đi cho các bạn có thể quan sát được ở bên dưới mình làm cái gì. Đó như này. Chúng ta sẽ pass qua đây. Sau đó chúng ta sẽ inversionic lên, inversionic nó sẽ trông như này. Mình sẽ làm tay ngửa để các bạn dễ thấy. Nó sẽ đi như này. Đó, như này. Tương tự giống như sonic thì nó sẽ đi ở mặt ngoài, còn inversionic thì nó sẽ đi ở cái mặt trong. Đó như này. Làm nhanh như này. Đó. Thì chúng ta sẽ pass lên inversionic qua. Đó, up tay xuống, nó sẽ trông như này. Đó. Sau khi mà tới đây thì chúng ta sẽ lại pass xuống dưới. Từ đây xuống dưới đây thôi, cái này thì nó khá là đơn giản như này. Sau đó chúng ta sẽ around qua. Đó, around qua. Around qua. Và chúng ta sẽ pass lên đây. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái thân bút để burst qua. Đó. Làm nhanh nó sẽ như này. Đó. Lên đây, inversionic qua, around qua, pass lên đây, burst qua. Vậy chúng ta được cái link khay. Ok, thì mình sẽ dừng cái clip này tại đây, và clip tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là làm cách nào để mà có thể tìm được những cái trick hoặc là những cái link khay của tụi nước ngoài trên YouTube. Và nếu mà các bạn cảm thấy hay thì có thể like, share và comment ở bên dưới. Nếu mà các bạn cảm thấy là muốn góp ý với mình cái gì đó thì các bạn cứ để lại cái comment ở bên dưới, và nhớ subscribe channel của mình để mà có thể theo dõi được những cái video tiếp theo của mình. Vì vậy, cảm ơn các bạn đã xem video của mình và ủng hộ mình trong thời gian qua.